Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 1 năm 2020. Tôi đang có mặt ở vườn lan của anh Bình, chị Nhung tại thành phố Thanh Hóa. Tôi đã quay được 3 video clip trong dàn lan của anh Bình, chị Nhung. Bây giờ tôi sẽ chia sẻ đến quý vị và các bạn một cái video clip rất là khác. Chủ đề đó là bộ sưu tập các cái giống lan trầm ở trong vườn lan của chị Nhung. Rất là nhiều các cái giống trầm các bạn ạ. Bây giờ tôi sẽ quay và chia sẻ đến các bạn, và đặc biệt là tôi sẽ phỏng vấn chị Nhung về những cái giống trầm này và cái nguồn gốc xuất xứ cũng như là những cái đặc tính, đặc điểm của nó như thế nào, sẽ truyền tải đến các bạn. Về giống lan đầu tiên mà tôi muốn là chia sẻ đó là cái cây trầm Myanmar. Đây là một cái giống trầm mà mặt hoa của nó cũng khá là đa dạng, từ đậm cho đến nhạt. Và đặc điểm của nó là so với các giống hàng rừng thì cái giả hành của cái cây này nó rất là thẳng. Nó thẳng như vậy đấy các bạn. Cái thứ hai là giả hành rất là to, mập mạp và mạnh mẽ. Ở đây thì anh Bình có trồng cái Myanmar này ở trên lũa. Và cái bộ rễ nó khỏe lắm các bạn ạ. Đây này. Đấy. Tôi để ý thì tôi thấy là những cái cục lũa này rất là sạch. Cực kỳ sạch luôn. Đây cũng là một trong những cái bí quyết để thành công trong cái việc trồng lan trầm nói riêng và lan nói chung ở lên trên lũa, đấy là lũa phải cứng và phải sạch. Như thế này là nó đã thắt ngọn xuống lá và chuẩn bị đang chờ hoa. Khoảng tầm hơn 1 tháng nữa sẽ có nụ và như vậy khoảng tầm 3 tháng nữa sẽ nở hoa. Chỗ này cũng là một cái khay trồng trầm Myanmar, trầm rừng. Và đang giữ giống, cái này là anh chị đang giữ giống thôi các bạn ạ. Chỗ này thì trồng ở trên cái đá, ở trên là vỏ thông. Và có một chút cái rêu rừng ở bên trên để giữ ẩm. Dơn trắng chi lê chứ, xin lỗi, dơn trắng chi lê để giữ ẩm. Cái này thì đang chờ hoa thôi các bạn ạ. Cái này thì nó chậm hơn. Chậm hơn cái lô vừa nãy trồng ở trên lũa. Bây giờ tôi sẽ nhờ chị Nhung chia sẻ với tôi cũng như các bạn về những cái giống trầm ở trong dàn lan này. Trong này khoảng bao nhiêu giống trầm hả chị? Cái giống đầu tiên này là cái giống trầm biên biên vàng. Cái này Lá thì biên ạ. trầm lá biên. Đây, nó có hai cái Cái này mầm nó này. xuống lá đúng không? Đúng rồi, bây giờ là đang tạm thời xuống lá, còn đây cái lá của nó đây, nó có dòng biên như này, gọi là trầm lá biên. Dạ. Bông của nó rất là đậm màu và bền Cái này bán lẻ thị bền trường một cây như này khoảng bao nhiêu tiền chị? Đây trăm này. rưỡi 250 250.000 một cây trầm lá biên. Dài khoảng 30 cm các bạn ạ. 30 đến 40. Dạ. Cái này là trồng ở trong cái giớn trắng chi lê ở trong một cái cốc như này. Nếu mà các bạn nhập cái cây này về để trồng và để chơi mà nó được lâu bền thì mình bỏ cái cốc này ra rồi đặt vào trong một cái chậu lớn. Sau đó thì cho giớn ở xung quanh hoặc cho vỏ thông xung quanh. Thế là treo lên rồi chơi, chờ thôi, tưới thôi. Rất là bình thường, rất là dễ luôn ý. Đó, rồi. Bây giờ mình sẽ đi tiếp một khúc. Đi qua cái lô trầm lá biên là chúng ta sẽ tới một cái lô Trầm rồng đỏ. trầm rồng đỏ. Cái này là nuôi cấy mô hay là ươm ki đây ạ? Cái này là dòng cấy mô này. Dạ. Đấy, mà cái này kể cả Dendrobium nét Nectar. to Nectar thì rồng bông đỏ. bao giờ nó cũng rất là Dạ. to, đẹp. Dạ vâng. Cái dòng này nó có thể nhân ki cũng được. Mình cắt ra mình làm ki cũng được. Dạ. Nó Ồ, có cây đẹp hay. Như cây này ví dụ như nhập một thùng khoảng tầm 500 cây đi hay 100 cây đi thì khoảng bao nhiêu chị? Cái này này. Nó chỉ có giá là 150.000. 100 mấy ạ? 150k. 150.000 một thùng, Đúng rồi, 50 cây. một một cây ấy. À một cây. Đúng rồi, một cây Là mình nhập số lượng đấy. ấy. Đấy, nhập Dạ. số lượng. Cây đều tăm tắp nhỉ? Cái này là phải sau Tết mới có hoa đúng không chị? À, cái này nếu mà ở trong như trong Bảo Lộc ấy Dạ. thì người ta sẽ trồng vào hoa được được Tết. Nhưng ở ngoài này thì nó sẽ sau Tết. Vâng.
vì cái khí hậu ngày này nó lạnh. Dạ. Chứ không ổn định giống như trong. Cái này thì chỉ có bón mỗi phân tan chậm nhỉ? Đây, đúng phân trì thôi. Phân tan chậm chủ yếu. Đấy, rất đơn giản các bạn ạ. Ở chỗ này là cây Dendrobium Prodop, lai với cây Dendrobium Parisi. Ba lưỡi hả chị? Ba lưỡi nghĩa là sao ạ? Này nó chia sáu mắt hả chị? Nó làm ba hướng. À. Cái này không phải là dòng sáu mắt, dạ, mà nó là dòng ba lưỡi. Cái này thân thủ nó hay nhỉ? Nhìn y như cây giả hạc luôn. À, ở đây có cái dấu hiệu của bị cái nấm bồ hóng loại 2. Cái này là dùng Ridomin pha với Daconin. Ridomin cộng Daconin phun ướt đẫm hai mặt của lá là ok. Cái dòng này nó thân thủ nó rất là dạ, giống so với cây giả hạc các bạn ạ. Cho nên là khi mình đi mua giả hạc bây giờ các bạn cũng phải lưu ý nhé. Không có lẫn đấy. Rất là dễ nhầm lẫn đấy các bạn ạ. Còn đây là dấu hiệu nó bị thối ngang thân này. Cái thối này có thể là trong quá trình vận chuyển nó bị hầm. Hoặc là quá trình vận chuyển mình va đập ấy. Thế là nó bị tước, nó bị xước một ít. Thế là nó nhiễm vi khuẩn vào và nó bị như vậy. Cái này chỉ có cắt đi thôi. Chứ không có cái vấn đề gì đâu. Rất là khó lây các bạn nhé. Các bạn chỉ cần cắt đi là được. Ở đây em lại thấy có một cái lô khá là hay đấy. Rất là nhiều cây đang để nối mầm lỡ các bạn ạ. Cây này là cây gì chị? Cây này là cô gái nghìn mặt. Tại sao mình lại gọi nó là cô gái nghìn mặt ạ? Nó bông của nó giống như là một bông môi tuyết ấy. Dạ. Ở bên trong nó hồng nhưng mà bên ngoài cả một cái lưỡi tuyết và nhìn rất là sai bông. Ví dụ như khi mà chị bán live stream là chị sẽ đưa cái hình hoa, lên, luôn. Lên trên đấy. Nhưng mà cái này có đảm bảo mặt hoa không chị? Đảm hay là nó sổ số? Không sổ số đâu. Dạ. Cái này là chuẩn luôn đấy. À, vâng. Hay nhỉ? Đây là hàng tem đúng không ạ? Đây hàng tem. Ở trong em người ta hay gọi hàng tem là cái hàng mà nó đã cố định chuẩn, được cái chuẩn hoa đấy. Đấy. Dạ. Bên này là thiên long ạ. Thiên long. Thiên bông, long bông của nó rất là đậm đâu và dài. Nét to thiên long. Cái này nguồn gốc của những cái giống này là ở đâu hả chị? Ở Đài Loan em ạ. Đài Loan nhập trực tiếp về đây. Đúng rồi. Cái này mình nhập lâu chưa chị? Mình nhập từ 3 tháng. Nghĩa là nó đã quen với cái khí hậu ở Thanh Hóa. Đúng này rồi. Quen lắm rồi. Bây giờ là mình chờ thôi. Chờ để cho nó ra hoa. Dạ. Còn nếu mà cây nào mà hoa sổ bông mà đẹp thì mình cũng cái này chuẩn bị sưng mắt rồi này. Cái này em lần đầu tiên em mới nghe thấy cái tên thiên long đấy. Vâng. Thiên long bông cũng dài. Không biết được thế nào chứ nếu mà cái này quý vị mà mua một khoảng tầm 5 chậu như thế này. 5 chậu như vậy đi ha, xong rồi về mình bỏ cái cốc ra mình nhét vào cái chậu lớn xếp 5 chậu lại thành một chậu lớn là hơi bị đẹp luôn á. Đấy, thiên long. Hàng này hàng mô đúng không chị? Dạ. Cây rất là khỏe và sung các bạn ạ. Cái này ví dụ như thế này thì mình bán theo chậu hay theo thân hả chị? Theo chậu đấy em ạ. Cứ đếm cây tính tiền đúng không ạ? Ví dụ như cây này đi, một chậu như này đi, khoảng tầm bao nhiêu chị? 250.000. Cây nó dài khoảng tầm hơn 50 cm. Cộng với lại một cái mầm lỡ 250.000 ạ. Đúng rồi. Dạ. Ở đằng góc kia nữa phải không chị? Mình ra đằng đấy nhỉ? Đây, mình đẩy này sang chứ. À, rồi. Đi, chị đi trước, chị dẫn em đi em một chút. Cái lô này còn xanh nhỉ? Đúng rồi. Cái này là cây khác hả chị? Nó là dòng Nectar. Nectar nhưng mà Nectar nó rất là đậm và không có tên riêng ạ. Chỉ đơn giản là Nectar thôi. Đúng rồi, Nectar. Nectar 2. Dạ. Còn bình thường là nó có thể là dòng Nectar Light, dòng Thiên Long, Nectar 1, nhưng mà cái dòng Nectar 2 này nó nhân lên bông rất là dày dài. Vâng. Nó có thể có độ đạt được 1,5 m đến 2 m. Ở đây em thấy cũng có những cây dài gần 1 m rồi kìa. Đấy, đây là những cái hàng này là mình
mình chăm từng bụi cho nên nó sẽ không cao. Dạ. Còn nếu mà những cái dòng mà mình chăm nó À đằng lô đằng kia đấy ạ. đấy đấy nó Nó sẽ cao. theo từng cây một thì nó sẽ rất là cao. Chăm cái này là chăm aloso đấy nhỉ? Đây, theo từng bụi Vâng. một thì nó sẽ không to được. Dạ. Ý là chị đang nói đây là cả một bụi như này, nó Đấy. gồm có khoảng tầm 3 đến 4 giả hành. Thì cây nó sẽ còi hơn một chút và nhìn nó có vẻ hơi yếu hơn một chút. Còn ví dụ như ở đằng kia mình tách riêng ra, mình trồng Trồng từ một một cây một cây chậu một. thì nó sẽ khỏe hơn, dài hơn và mập hơn. Như những cái này là nó đã sổ hoa chưa chị? Đây này, cái lô này này. Cái này Vâng. nó sổ bông rồi, năm ngoái cũng sổ bông, Dạ. nhưng mà đợt năm ngoái mình bán chỉ còn một ít cái cây còn sót lại thôi. Thật sự với chị là em cũng đi quay nhiều chỗ mà em thấy nó bây giờ là hơi loạn trầm rồi đấy. Nhiều lắm luôn á. Nhiều như thế này thì ví dụ như mình để cùng nhau thì mình cũng chịu chứ làm sao mà biết được. Không, cái này nó có tem rồi cho nên là mỗi Dạ. cây là nó gắn một cái tem. À chậu nào cũng có tem đây các bạn này. Chậu nào cũng có tem đấy. Chứ không có chậu nào không có đúng không chị? Đúng rồi. Thế chứ không có thì nó lẫn ngay. Đây các bạn ơi cái chậu này. Cây nectar này. Đó. Nhà vườn họ làm rất là cẩn thận các bạn ạ. Chứ còn nếu mà mình chơi, mình mua linh tinh về, mình gắn lại thành một chậu thì cũng có thể là cũng đẹp đấy, nhưng mà nó lẫn. Ở đây thì ngày nào cũng có công nhân đi vặt lá các bạn ạ. Vặt lá để cho nó đỡ rớt xuống dưới với lại nó đỡ rớt xuống chậu để đỡ bị thối. Tại vì những cái lá này này, mầm bệnh cũng nhiều. Lá vàng này này. Và nó dễ rớt xuống dưới chậu, nó gây ra thối gốc đó các bạn ạ. Đấy, ví dụ như những cái lá vàng như này, mình vặt đi thôi. Đó, đơn giản như vậy đấy. Anh sẽ về, anh sẽ thiết kế cái giàn lan này này. Giàn lan này phải đất nó phải phẳng anh ạ. Phẳng đấy. Không phẳng là nó lật đấy. Cái cây này là cây trầm blue hả chị? Em này. Anh xịt Trầm blue là cái mắt của nó hơi tím. xanh xanh tím tím. Xanh tím. Dạ. Bông đẹp lắm mà sai. Sai hoa. Sai hoa. Cây này em thấy thân thủ đẹp ấy. Nhỉ, nhìn nó vẻ cứng cáp này. Nhưng mà nhìn nó cũng có cái nét nào đó giống cái cây cây nét tỏ đằng kia. Thân thủ của nó cũng có cái nét giống giống như thế. Cái này có những bông nhá, có những bông nếu mà nó trắng luôn, giống Dạ. như thể là cái bông trắng năm cánh trắng mà lưỡi mà mắt đỏ ấy. Dạ. Đấy, nó có những bông đột thế. Đợt trước mình có được nhiều bông lắm đấy. Vâng, thế Nhưng bây mà giờ chị đi gần gần đây thôi, nó mới bắt được cái âm thanh vào đây. Đó. Vậy là bây giờ ví dụ như một chậu như này thì mình đưa ra ngoài thị trường thì khoảng bao nhiêu chị? Đây này, một chậu vậy này. một chậu như này là mình sẽ bán với giá 250. Một chậu như này. Đây, 250. Một thân này, hai thân này, một thân già. Cái này không mấy cái này coi như là không tính. Rồi. 250 một chậu. Cũng 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 rẻ đấy chứ. Nhưng mà như chậu này thì sao? Chậu Có này thì những rẻ hơn chậu chứ nhỉ? thì nếu mà bán lẻ ấy, là Dạ. mình sẽ chọn những cái cây đẹp Dạ. hoặc là cao thì là mình bán giá cao, còn những cái Vâng. cây thấp thì chắc chắn là mình phải Tóm hạ lại giá cho khách là hàng rồi. em nghĩ là vẫn cứ là đếm cây tính tiền nhỉ. Như cái Đấy. này thế này, đúng không? Cái này 250 thì hợp lý. Đấy, Có rất những là cái đẹp cây các bạn ạ. Khỏe lắm. có những cây như này cơ. Đang thân Vâng. nụ Như cái này thì sao? Cũng thế hả chị? Hay hơn? mình cũng thế thôi, bởi vì Vâng. nếu mà khách mua buôn đó là người ta sẽ lấy theo dàn hết, mình Cái đóng này hết. gọi gọi gì nhỉ? Blue à? Đâu phải blue đâu chị. Này gì Cái đây? này là 990. Trầm 990. Đúng rồi, trầm 990. Ai giả lại là vậy là mình Cái lại này đi lại qua một cái lô khác. không phải là màu blue nữa rồi, Cái này là mình để màu đâu ơi trắng. chị? Đây, em đây đây. Đây cho chị. Màu trắng hả chị? Đúng rồi. 990. Ồ nhìn nó cứ na ná như nhau ấy nhỉ. Vì nó rất là nhiều loại luôn. Và ô cái này khác này chị này. Phải không chị? Dòng này á, dòng này là dòng À giả năm hạc. cánh trắng. Cái Năm giả cánh trắng hạc. họng hồng, giả hạc. Giả hạc không phải là trầm. Đó thế Cái này cũng mình thế, cái này cũng là giả hạc hoa hồng đỏ. còn đằng kia chị À, cái đó lại là dòng trầm. trầm luôn ạ. Cái này là búp bê hồng. Trầm búp bê Bê hồng. tên đẹp thế nhỉ. Không phải cái này. Dưới. Lần đầu tiên nghe trầm búp bê đó. Vâng, Búp bê hồng. quá là Ôi lạ sao luôn. cái đen này lạ nhỉ? Đây Lá là tím. Cái này là mini da da anh ạ. Cái này không không có cái đen này, nhìn này, thân lá tím ngự này. Cái kiểu nó vậy đấy. Đây cái này cái gì chị?
cái dòng này lại là dòng Netto, nhưng mà nó khác hẳn với cái dòng kia. Netto này là nó giống dòng như là dòng Netto Select, bông màu hồng chứ không phải là bông màu tím đậm. Còn cây này là cây trầm búp bê đây ạ? Không, cây này cũng không phải, cây này là một ít cái dòng đỏ này. Đâu thế chị bảo cây búp bê đâu? Búp bê. Đâu ạ? Đây là búp bê. Cây dài ngoằng đấy á? Đây chị cầm rồi em với. Làm sao mà chị nhớ được hết hay vậy chị? Tên nó. Những cái cây như thế này là nó tên đúng không? Mình cứ hay lấy những cái dòng này, nó khỏe cây mà. Vâng. Cho nên mình rất hay bán cái dòng này. Dòng búp bê hồng này. Em là chị em chịu. Thì thật không thể nhớ hết được. Có một chỗ mà nó 4-5 loại trầm luôn. Không, em là em chịu mấy cây này thôi, nhưng mà nếu mà ví dụ như phụ nữ mà xếp hàng lại em nhớ hết. Không quên người nào. Vâng, niềm đam mê mà chị. Thế đây, bây giờ cây này cây gì mà thân thủ đẹp này ạ? Cái này là nó lại là dòng lai rồi. Dạ. Phi điệp Watt 3. À đây là cây phi điệp. Phi điệp là dòng Watt 3. Không phải cây trầm ạ. Đấy, nó bông đậm màu. Dạ. Và nó có hai cái mắt. Hai cái mắt nó cũng đậm. Phi điệp ở trong giàn của mình nó có khoảng bao nhiêu giống hả chị? Phi điệp thì ở đây thì có 3 loại thôi. Dạ. Một loại là phi điệp lai hàng cao, nó có thể là từ chị đi chậm thôi. Đâu ạ? Đây. Đây. Dòng này là phi điệp lai với lại trầm 6 mắt. Dạ. Cho nên nó cao như thế. Có hoa chứ chị? Nó năm nay mới có hoa. Vâng. Còn năm ngoái thì nó ra bói. À dạ. Cây khỏe lắm. Cây đấy nó đạt. Còn cây giả hạt hoa hồng đỏ này là 2 này. Còn cây gì nữa nhỉ? Cây này là cây gì nhỉ? Cây giả hạt Watt 3. Rồi là 3 thứ thôi. Rồi. Em nhớ này như con hàng rừng nữa mà. Đây con hàng rừng đây. Dạ. Lào đây. Là phi điệp rừng Lào. Vâng. Đây là Letter Live rồi. Ôi giời ơi, nhiều thế. Tối lên nhà chị Dung nhá. Cái gì nữa đây chị? Đây. Nét to về Paris thì nó là cây trầm đây. Đây, cây này là cây trầm này. Thầy ơi. Nhanh nó nhanh hôm máy thiết bị. Hôm qua lỡ hẹn với thầy. Hôm qua lỡ hẹn với thầy, hôm nay này anh Hà Tuấn Hà. Cây này là cây trầm lá biên vàng các bạn ạ. Thân thủ đẹp thế nhỉ. Dạ. Dài lắm các bạn ạ, dài vậy. Có cây dài 50-60 cm dạ. Luôn. Dạ. Đây, số điện thoại của vườn lan chị dạ. Nhung 0916 847 698. Đúng rồi anh. 0916 847 698. Anh có bạn bè thì đi cùng cho nó đỡ ngại thôi. Sợ một mình là bị bắt cóc. Cái này là những cái trầm đang trồng lại đây bằng vỏ thông. Đấy, ở trong một cái chậu xong mình cắt bỏ bộ rễ đi. Rồi mình đặt lên trên này rồi chờ thôi các bạn. Đó. Đây có phải hàng rừng không? Không, không phải rừng đâu anh ạ. Đây này Lào, đây là rừng này. Cái này là nét to và Paris này. Đây Lào đây. Cái thằng Lào. Bông đẹp cực kỳ luôn. Đây là cây phi điệp hả chị? Phi điệp này. Lào đấy à? Chị nói em có những bông nha, mắt trâu. À nhưng mà nó, từ hàng giao hạt ra. À nó mùm Lào. Lào đúng không? Không phải, cây này là cây Paris lai với lại cây trầm, gọi là cây nét to rồi. Nó là hàng lai rồi. Đây. Đây đúng rồi. Nó đề như này thôi nhưng mà nó là hàng chính hãng Lào luôn. À. Nó đề như này nhưng mà đây, năm ngoái chỉ bán một lô rồi. Benassi đây với Denanox nó hai loại đây. Thân thủ này. Em đang có đây này. Thân thủ này. Cái máy của anh ấy kìa. Nó mắt trâu tràn viền luôn. Đẹp vô cùng luôn. Thế sao mình cứ phải nói chuyện thì thầm lén lút thế nhỉ? Cái chỗ này nhỉ? Đây này. Wow, dài thế. Nó chị ôm một cây xuống để em quay để so sánh cái kích thước. Anh lùi tí anh. Đây. Đây các bạn. Đấy, úi giời. Hơn 1 mét các bạn ạ. Rất là dài luôn. Cây này là cây, nói chung nó là cây phi điệp. Nhưng mà cái tem nó là một kiểu hả chị? Lạ thế. Cái này vì năm ngoái mình bán rồi. Dạ, nó ra hoa rồi. Có nó, tem có chắc là cùng một mặt hoa không chị hay là khác ạ? Nó sẽ khác mặt hoa nhưng mà mặt hoa nào cũng đẹp hết. Dạ.
riêng những cái lô này không có một mặt hoa nào xấu. Một cây như này bao nhiêu tiền chị? Cây hơn mét này. Thì mình bán 350. 350 một cây. Cây đây như này. Dạ. Là mình sẽ bán tầm 500. 500.000 một chậu có 5 thân. Ôi giời ôi. Ôi giời ôi, sao rẻ thế? Thôi chết rồi, mình phải về mình phải chịu đổi lại phương hướng kinh doanh thôi. Chứ tình hình này cạnh tranh gì nổi. Chịu gì thấu anh nhỉ? Không, em nói thật đấy, nghiêm túc luôn ạ. Có 100 một thân như này thì có mà 200-300 nghìn một thân này có chết à? Ôi giời. Quá đã luôn. Nở ra rồi, năm ngoái chị bán từ năm ngoái rồi hả chị? Vâng, đây là cái lô này là em mới vừa mang về luôn ấy. Còn thật sự là em cũng không hiểu được người ta trồng kiểu gì nhá. Đây này. Năm ngoái không còn lấy một cây. À không, hình như thân già người ta cắt rồi. Đấy. Em tưởng cái thân ngắn ngắn kia nữa chứ, không. Thân ngắn ngắn kia là thân bà, xong đến thân mẹ người ta cắt rồi. Có nghĩa là mặt bông đẹp quá mà không bao giờ còn lọt ra một cây nào. Thôi mình đang làm chủ đề trầm mà tự nhiên lạc sang phi điệp rồi chị. Bây giờ mình đi làm tiếp chủ đề trầm đi chị. Mấy cái này là em quay hết rồi phải không chị? Có hết rồi phải không ạ? Đây này. Cái này là dòng 4N này. Dạ, 4N cây giả hạc 4N. Nghĩa là nhiễm sắc thể của nó là nhiều hơn bình thường là gấp đôi đấy. Nó nhiều gấp đôi. Chấp nhiều. Rất là chấp nhiều. Dạ. Tiền rồi em hiểu rồi. Thật ra nó ghi 4N đây là nhiễm sắc thể này. Nó là nhiều, gấp đôi bộ nhiễm sắc thể. Rồi. Dạ. Bông to thôi, chứ còn nếu mà nói về đẹp thì thực sự với chị là còn hên xui. Đây là... bông rất to, phải nói thừa nhận là bông rất to. Trầm, đây là trầm cửu long. Trầm cửu long ạ. Wow. Chín rồng ấy. Vâng, em biết rồi, cây trầm cửu long em có mà. Cái này là bông canh trầm. Một chậu này bao nhiêu tiền chị? Đây, một chậu hai cây này. Hai cây này. Một chậu hai cây này mình bán với giá 300k. 300.000 một chậu hai cây trầm cửu long. Có hoa không chị? Cái này thì phải đến mùa nó mới có. Nghĩa là hoa bây giờ tạm thời là sổ số. Tháng 4 đến tháng 5 đúng không? Dạ, rồi ok. Rồi. Em được cái em hên ở chỗ này này, em đi nhiều vườn nên là giá này em nắm được một ít. Đấy, sướng ở chỗ đấy anh Tuấn Anh ạ. Này. Khoan, cây này cây gì mà đều này chị? À đây là cô gái nhìn mặt. À, cô gái nhìn mặt mình có rồi, mình quay rồi. Còn cây này gì? Đây này. Bông này là sáng nay là mình cũng có quay rồi. Nhưng đâu? Nó có một số cái loại này này. Ui này, cái thân thủ của nó này. Cái này này. Đã chưa? Người ta nói đâu chị? Là nó lai từ cái bông phú họ ra. À. Nhưng bông cũng rất là đẹp, bông màu trắng. Bông màu trắng, mắt đỏ. Nhưng mà không tròn bông. Con này nó là vẫn... lai giữa con đen... à, Silver Nectar với con cái gì đấy, đèn tiến trình nhận nó hoàn tiền hoa khác, tức là một mặt ba cây lai ba phát liền à? Không phải lai ba phát mà nó là cây đây này, đây này nhá, cây này, cây len Honda nhưng mà lai giữa hai dòng này, nghĩa là cái cây trên này này, đây này anh này, cây trên nó là một cây rồi, lai với cây dưới rồi, sau đó là cái cây hệ F3 rồi. Nó lại ra cây này, nó lại lai với cái này, hai một giống lai và với một nó thụ phấn với nhau ấy, gọi là thụ phấn đấy. Đâu rồi, xong em rồi nó trồng và gieo hạt. Cái này chúng ta có chỗ nào nhỉ? Đây, cái này là... Rồi. Cái này là nó mặt lá. Đa dạng nhỉ, phong phú thế. Mặt lá khác hẳn. Đúng anh em mình may mắn anh ạ. Tại vì chỉ có đi như thế này thì mới được bà chủ anh dẫn đi thôi. Chứ còn mà không đi như này thì đến đây thì... đến đây thì ai biết được ngoài bà chủ ra đúng không ạ? Nhờ cô kia bằng cô giới thiệu chịu luôn á. Đấy, quá tuyệt vời các bạn ạ. Chị Nhung là chị rất là bận các bạn ạ. Thực ra thì giai đoạn này đang là chờ chuẩn bị đến Tết ấy, thì ở cửa hàng là điện thoại liên tục. Mà chị Nhung đã dành thời gian cho tôi được tác nghiệp ở đây để chia sẻ đến các bạn những cái hình ảnh và những cái thông tin mà phải nói là cực kỳ hữu ích. Tôi hy vọng rằng clip này sẽ giúp cho chúng ta có được thêm một cái nhìn khác hơn về cây trầm. Các bạn hãy đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông thông báo để nhận được những thông báo mới nhất từ kênh. Xin kính chúc các bạn sức khỏe, hẹn gặp lại các bạn.